Dạ, cơm xa Cần Thơ kính chào quý cô chú anh chị, chú trở lại kênh. Rồi tiếp tục mình đến vườn mai ha, của em đẹp Chà Lách Bến Tre. Đây. Tiếp tục mình mời cô chú anh chị giao lưu những cây thành phẩm mini cho Tết. Tết sắp đến rồi cô chú anh chị bạn ơi. Mình mua khoảng vài ba cây, vài chục cây tùy ha. Nếu mua số lượng nhiều thì mua về bán lại cũng ok ha cô chú anh chị bạn. Đặc biệt nụ rất là nhiều. Rồi mua về mình trồng cũng ok tại quán rễ cũ không à. Đế đẹp không ha. Nè. Rồi đã mất thời gian thì bắt đầu như clip ha. Để em đẹp chia sẻ cô chú anh chị chọn theo mã số hoặc mua hết lô cũng được cô chú anh chị bạn ơi. Chào em đẹp ơi. Rồi, em chào anh. Em xin chào cô chú anh chị em mình đang xem tên clip tên bonsai Cần Thơ nhé. Hôm nay quay trở lại clip thì em giao lưu với cả nhà mình là lô dảo mini siêu nụ của em. Số điện thoại giao lưu của em là 0968 28 27 38, và cũng hiện tại là số em xài Zalo luôn. Hiện tại vườn nhà em thì có sỉ cho cái lô này luôn ha. Cô chú anh chị em nào muốn lấy sỉ về bán Tết này thì liên hệ em qua số điện thoại luôn ạ. Và kết bạn Zalo với em thì em có hướng dẫn cho cô chú anh chị em mình cách tẩy lá để mà chơi đúng dịp 21 này luôn ạ. À. Và đặc biệt có mấy anh chị ở ngoài miền miền Bắc á thì cũng liên hệ với em đi, nếu mà bông không đạt thì em sẽ có hướng dẫn ở bên phân thuốc cho kích bông cho mình luôn ạ. À. Thì để không mất thời gian thì hôm nay em xin giao lưu cái mã số là 1 nhé, mã số là 1 ạ. À. Mã số em bán bắt cặp em bán theo mã số là 1 nhé. Bắt cặp Dạ. khó nói hả? Rồi bắt cặp Và với cái cái cặp gì mà đầu tiên là cặp cặp 1. mã số 1. Em giao lưu với cả nhà mình là đồng giá hôm nay. Em giao lưu với cả nhà mình là 550 ngàn. Em bao phí vận chuyển luôn nha cô chú anh chị em mình. Đây đẹp nợ cũ. Dạ. 550 ngàn một cặp, em bao phí Đúng vận rồi. chuyển cho cô chú anh chị em mình luôn. Rồi. Cặp số 500 ngàn một 1. cặp. Cái này thì toàn là lô quấn rễ hết nên là em không có đo Nụ vành rất là gốc. nhiều ha. Gốc phải tầm 7-8 á, em không có đo vành gốc. Bây giờ em chỉ đo chiều cao cho cô chú anh chị em mình thôi ha. Quá xe nụ luôn. Chiều cao là 62. Rồi chiều cao 62. Tán ngang là 44. Chiều cao là 65. Tán ngang là 37. Rồi cái mã số 1 đầu tiên này em giao lưu với cả nhà mình là 550 ngàn. Em bao phí ship toàn quốc ha. Rồi. Nụ Nụ rất là nút rất nhiều là ha. nhiều nha. Dạ. Nụ bao la ha. Rồi. Rồi phép mình đặt Rồi cây xuống luôn. luôn á. Rồi cặp số 1. Tiếp theo cặp số 2 của chúng chị bạn ơi. Họ dính cái mông không? Cặp số 2. Tiếp theo cặp số 2 của chị bạn ơi. Nụ rất là nhiều nè. Bao nụ luôn. Cây này ha, cũng nụ rất là nhiều ha. Chiều cao là 58. Tán ngang là 41. Bóng rễ đẹp. Chiều Cũ cao luôn là ha. 64. Tán ngang là 49. Rồi, cái cặp mã số 2 này cũng giao lưu với cả nhà là 550 ngàn, em bao phí vận chuyển luôn ha. Cặp dảo siêu nụ này của em ha. Nụ này của chú chị em mình coi nè. Nụ này đã búp 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 toàn quay hết Quá trơn, thì trời thích nụ luôn. hợp cái lô này cho miền Bắc của mình là tuyệt vời luôn nha cô chú anh chị em mình. Rồi. Rồi giá sỉ là cô chú anh chị em xuống cây quá. Rồi Rồi mình đặt giá cây luôn. sỉ thì cô chú anh chị em mình liên hệ em qua số điện thoại là 0968 28 27 38, có giá sỉ luôn nha cô chú anh chị em mình. 54. Ok nữa. Tán ngang là 42. 54 chiều cao. Tán ngang luôn. Tán ngang là 36. À, xe nút luôn ha. Né ra. Rồi cặp mã số 3. Né. Mã số 3. Em kêu né cái khác, cái né gì. Em tính là né sao anh quay được. Cái lô này em nói đặc biệt là siêu nụ và đặc biệt cho thích hợp cho miền Bắc của mình luôn ha. Quá Tại vì xe cái nụ nó luôn. của em xanh dờn mà nó uống nu hết trơn rồi ạ. À. Ủa sáng Và cô chú miền Bắc mình có mua hàng của em thì yên tâm đi ạ. À. Dạ, rồi. Xuống cam không? Rồi, Rồi, mã số ok. 3. Mã số 4 ha. Rồi, tiếp theo cái này cặp mã số 4 cho chị các bạn. Em chọn do ha. Nụ bao la. Chỉ cành đều. Rồi, chiều cao 66. Nụ kẹo luôn. Cây Tán này ngang là luôn. 49. Chiều cao Đẹp trên đọt luôn 63. Tán ngang là 50. nụ tròn bự Ồ quên. Tán ngang là 54. còn gấp nở cũ nè nở cũ hết trơn coi nè cái nút này, nút xanh dờn luôn ngon uống nu uống lần xanh dờn hết trơn chú chị em mình. Dạ.
Rồi, cặp mã số 4 là cũng giao lưu với cả nhà là 550 ngàn em bao phí ship toàn quốc ha. Rất là đẹp đều luôn hết chú dạ, chị đẹp ơi. đều luôn. Rồi xuống. Rồi cặp mã số 5. Bây giờ Tết đến rồi cô chú anh chị em mình chỉ có 550 ngàn mình có ngay cặp mai luôn chơi Tết luôn nha cô chú anh chị em Rồi, mình. cặp này, cặp mã số 5 thôi chú gì bạn. Đều. Tàn Rất đều, đều và lắc tàn đều rất đẹp là ha. đều luôn ha. Đủ bao la. 56. Đủ rất là nhiều hết chú gì bạn. 58. Kẹo luôn. Tán ngang là 36. Tán ngang là 49. Đâu, Rồi, rất là nhiều luôn nè. Cặp số 5 này cũng giao lưu với cả nhà mình 550 ngàn nhé. Nụ rất nhiều và tàn rất đẹp. Cây ghép tiền thân, tiền cốt, tiền cành hết rồi nha cô chú anh chị em mình. Dạ thân này em ghép tiền cốt, tiền cành hết trơn rồi. Tàn rất là đều, em vô dây hết rồi, em đã xử lý hết rồi. Giờ cô chú anh chị em mình mua cây này về chỉ có chờ lại lá ra. Rồi mình chơi Tết thôi ạ, không cần phải làm gì nữa hết. Rồi, phép đổi cây luôn. Rồi, cặp số 6. Hoa nụ ha, rất là nhiều ha. Kẹo ở trên. Bông chùm nha chú anh chị bạn, một nụ từ 5 chiều cao đến là 8 cái bông. 71. Tán ngang 69. Ok bên này. Chiều cao 59. Tán ngang là 48. Nụ dưới đây cũng nhóc luôn ha. Bự bự không. Dạ cái lô này có rễ liền cốt hết. Chơi là tuyệt vời đúng không ạ? Kẹo nụ luôn. Uống nụ uống nằm hết trơn. Đó rồi đó. Lặt lặt hay là nổ lòi ra lum vậy. Rồi mã số 6 luôn. Tàn rất là đều luôn ha. Cây rất là to luôn ạ. Rồi xuống luôn. Rồi phép đổi cây luôn. 550 ngàn một cặp nha cô chú anh chị em mình đều đồng giá ha. Tiếp theo cặp số 7. Tiếp theo cặp số 7 ha. Cũng đều tàn, nổ rất là nhiều. Chiều cao 60. Nụ chi chích luôn ha. Tán ngang 37. Cây đây nụ cũng rất là nhiều nè. Chiều cao 68. Tán ngang là 41. Nụ kẹo luôn ha. Đây đẹp ha. Mấy cái này quán rễ đang liền cốt nha. Rồi. Rồi. Cặp mã số 7 này cũng giao lưu với cả nhà mình 550 ngàn nha. Rồi. 550 ngàn. Nụ trà bá luôn. Rồi xin phép đổi cây. Cái đầu đó ngoài đi vô đi. Đẹp quá. Ghẻ ơi là ghẻ, chỉ có ngày hôm nay ghẻ ơi là ghẻ. Nút quá trời nút luôn nè. Nút ơi là nút. Nút ơi là nút. Phải. Nút ơi là nút. Quăng ghẻ đều quái luôn. Chiều cao là 50. Đó này cũng vậy luôn ha. Tán ngang là 36. Để ghẻ quá liền cốt hết nha chú gì ba. Chiều cao là 55. Nút vào là tán ngang là 39. Rồi cái cặp này em cũng giao lưu với cả nhà mình 550 ngàn luôn ha. Rồi 550 ngàn luôn. Mã số 8. Rồi mã số 8. Rồi, rồi số điện thoại giao lưu lại luôn. Rồi số điện thoại giao lưu của em là 0968 282738. Rồi, tiếp theo có chuyện gì bạn. Còn rất là nhiều nha. Mua rồi sĩ có mã số luôn. 10. Số 8 mà tới số 10 à, số 9 chứ à, đi đi. Tại anh là kia em làm duyên cái em làm cái em quên mất. Quỷ già rồi mà con. quỷ già rồi còn nhí nhảnh. Chiều cao là 47. Yêu đời lúc nào cũng là yêu đời. Nút nụ quá trời của chú gì ba. Tán ngang là 39. Chiều cao là 52. Cây này cũng gì đó. Tán ngang là 31. Kẹo chứ. Rồi cặp số 9 em cũng giao lưu với cả nhà mình 550 ngàn luôn ha. Cái này đẹp lắm, ra nụ ngộ nè. Nụ nút uống nô uống nần luôn. Cái lô này thích hợp cho miền Bắc cực kỳ đẹp luôn. Quá, ha. Nụ đế nè. Rồi. Siêu nụ nha cả đế nhà đẹp, ơi, đẹp cả đẹp nhà luôn. Ơi, siêu nụ nha. Rồi xuống cây luôn. Rồi phép đổi cây luôn. Rồi mã số 10. Tiếp theo mã số 10. Tàn tròn do mini để bàn. Rất là đẹp ha. Cũ. Chiều cao là 60. Nụ quá nhiều. Tán ngang 38. Nụ quá trời luôn. Chiều ha. Cao là 48. Kẹo luôn. Cây này cũng vậy luôn ha. Tán ngang là 39. Nụ lật lên cái này. Đó. Uống này luôn. Cái này là xanh dần luôn. Miền Bắc mình cái này là ok chuẩn luôn á nhá. Rồi cái cặp mã số 10 này cũng giao lưu 550 ngàn em bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị em mình ha. Rồi xuống cây rồi, đổi cây đổi luôn. Cây luôn.
tiếp theo mã số 11. Nút bao la. Để chiều đẹp. Cao 50. Để đẹp. Tấn ngang là 36. Để chiều cốt cao ha. Là 53. Nút ha. Tấn ngang là 29. Rồi cặp mã số 11 này cũng giao lưu với cả nhà 550.000 ha. Siêu nụ luôn. Và đặc biệt là em đã vô dây này xử lý hết trơn rồi. Cô chú anh chị em mình giờ mua cây này, cặp này về thì chỉ có việc lại lá và chơi Tết, không cần phải làm gì nữa ạ. Rồi xuống cây đổi cây rồi, luôn. Rồi đổi cây luôn. Rồi cặp mã số 12. Tiếp theo cặp mã số 12. Để con gãy liền cốt. Bên này cũng vậy luôn ha. Lô này là đều liền cốt. Chiều cao là 46. Tán ngang là 46. Sao mà đèn nữa. Chiều cao là 59. Nút bao la. Kẹo chứ. Tán ngang là 29. Kẹo chứ. Siêu nụ nhé. Cặp giảo siêu nụ này của em ha, 12. Em cũng bán đồng giá là 550.000. Em bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị em mình luôn ạ. Ba xe nụ luôn. À, em đã xử lý từ gốc đến rễ, từ cành rồi hết trơn rồi. Giờ cô chú anh chị em mình mua cái lô này về chỉ có việc chơi Tết thôi, chứ con không cần phải làm gì nữa hết nha cô chú anh chị em mình. Đó. Rồi xếp tới cặp luôn. Rồi, tiếp theo xuống luôn. Cặp số 13. Đây cặp số 13 của chúng chị bạn. Nút bao la. Nút lá này nó chen đây nè cô chú anh chị mà. Nụ 58. Quá trời nút. Để tán ngang là đẹp. 36. Chiều cao là 50. Này cũ nằm dưới ha. Tán ngang là 36 luôn. Nút bao la luôn. Rồi con nút. Nút này cái lô này miền Bắc mình chơi rất là ok luôn, nút thì không sợ và mình không kịp nở Tết ha. Vì năm nay thời tiết nó có hơi lạnh tí xíu, mấy anh chị mà ngoài Bắc thì đôi lúc cũng không sợ, nhưng cái lô này của em thì bảo đảm luôn là kịp Tết cho cô chú anh chị em mình ha. Rồi phép đổi cây. Rồi. Mã số 14. Tiếp theo mã số 14. Cặp nha cô chú anh chị bạn. Hồi nút mình. Kẹo hết trơn luôn. Nát hồng. Chiều cao 50. Cây này gì luôn nè. Tán ngang là 34. Đó. Sắc nét luôn. Chiều cao 55. Củ đẹp. Tán ngang là 44. Rồi. Cô chú anh chị em mình cặp 14 này cũng giao lưu cả nhà là 550.000 ha. Giùm em cái dàn nút quá trời, cái dàn nút luôn ạ. Rồi, nó dòm rồi. Cái này dòm nữa là ghiền luôn. Rồi, cái này là dạng như là nó là siêu nụ rồi mà, cái lô siêu nụ cho cô chú anh chị em mình mà. Rồi. Rồi xuống cây luôn á. Lên cây luôn. Cây. Tiếp theo cặp số 15. Con nút đó nè. Kẹo luôn ha. Đặt hết trơn của chúng gì vậy? 58 là chiều cao. Ý đẹp. Này liền cốt. Tán ngang là 43. Nút lên đây nhóc chè. 58 là chiều cao. Tán ngang là 39. Đó, xe nút luôn ha. Cái này nó rất là bự luôn ha. Tính tàn. Rồi, cặp 15 này em cũng giao lưu với cả nhà mình là 550.000, em bao phí vận chuyển luôn ha. Rồi, xin phép đổi cặp luôn. Rồi, xuống cặp luôn đi bác. Tiếp theo cặp số 16 của chú anh chị các bạn. Nút quá trời. Nụ rất là nhiều của chú anh chị các bạn. Siêu nụ mà, cái lô này là siêu nụ nha cô chú anh chị em mình. Lô siêu nụ luôn á. Tán ngang là 40, chiều cao là 43. Tán ngang là 45. Rồi, cái này quá chiều trời. Cao là 60. Tán ngang là 35. Rồi, cặp 10. Mười mấy? Cặp 16. Cặp 16 nào cũng giao lưu với cả nhà mình là 550.000 ha. Coi giùm em có dàn nụ luôn. Nút lên gặp ra anh chỉ vô. Đó. Nút này nhìn chỉ chỗ nào cũng có nút hết trơn. Quá trời luôn ha.
Siêu nụ cặp dở, siêu nụ nha cô chú anh chị em mình ơi. Kẹo chứ. 550.000 ha. Cái nhỏ nhỏ là nhặt ra nè. Đó. Rồi xuống cây luôn, lên cây luôn. Đó, nhóc ra kìa. Rồi tiếp theo cặp số 17 chú gì vậy? Cặp số 17 ha, cũng tàn tròn do. Nút rồi nè. Kẹo luôn, cho qua nút trước luôn. Cây này cái gì ha? Chiều cao là 50. Quá xa nút luôn. 8042. Niên cốt. Nhiều quá rễ quái quái. Chiều cao là 46. 8051. Rồi cái cặp này em cũng giao lưu với cả nhà mình là 550.000 cặp 17 này luôn ha. Rồi phép đổi cây luôn. Rồi xuống. Tiếp theo cặp số 18. Cặp số 18 này chú như ba. Nút bao la này. Còn kẹo chứ không? 59 là chiều cao. 8000 là 46. Cái này ha, cũng vậy luôn ha. Chiều cao là 60. Bao la. 8000 là 40. Rồi cặp 18 này em cũng giao lưu với cả nhà mình là 550.000 luôn ha. Siêu nụ nha cô chú anh chị em mình. Đặc biệt cái lô này mình, mấy cô chú anh chị em mình ở miền Bắc là cứ yên tâm, cái lô này của em là chuẩn bông luôn ha. Rồi xuống cặp luôn. Tiếp theo cặp mã số 19. Mà cô chú anh chị xem mình chọn cái cặp ha. Về mình chơi Tết để bàn mini ha. Nút nụ rất là nhiều ha cô chú anh chị bạn. Kẹo luôn. Ở đây gì chiều cao là 61. 8000 là 39. Chiều cao là 54. 8000 là 41. Này có rễ quái không nghe chú nhiều bạn. Cái này quái hơn. Quấn rễ hết trơn nha, cũ đâu nở hết trơn rồi nha cô chú anh chị em mình. Đó. Đặc biệt là cái dàn nút này thì thôi siêu luôn. Cho cô chú anh chị em mình miền Bắc chơi thì là ok luôn ạ, không có sợ luôn ha. Dạ, dàn nút này là miền Bắc mình là xài ok luôn, đúng Tết luôn ạ. Rồi, xuống rồi, xuống cây luôn. Rồi, xuống đổi cây luôn, đổi cặp luôn. Rồi, mã số 20. Tiếp theo cặp mã số 20 chứ gì các bạn. Rồi, nút. Trời, đứng quẩy cũ cho bá luôn ha. Nút vào chiều cao là 45. Chiều cao là 58. Nút kẹo luôn ha. 8000 là 39. Tán ngang cái này sao vậy? Tán mang này 61, sao tán ngang gì hết hồn. Cái cây này nó xè á. Nó xè cái này. À, nó xè ra, nhìn lên cái tán ngang nó hết hồn. Nó bự á. Rồi, cái cặp 20 này cũng giao lưu với cả nhà mình là với cái giá là 550.000. Coi giùm em có dàn nút này luôn. Trời ơi. Đúng là siêu nụ luôn nè. Không có khác nào hết nhá. Quá trời nụ luôn. Đúng rồi. Đó. Dạch cái này lên. Đó. Nguyên một cái dàn luôn. Rồi. Đây mã số 20 luôn nha cô chú anh chị em mình. Rồi. Cặp luôn. Tổng giá nghe chú gì bạn? Là gì? 21. 21. Trời, cái này nụ luôn nè. Dài dài luôn ha. Kẹo luôn. Cái này gì luôn nè. Từ dài dài trên dài xuống dưới ha. Nụ kẹo luôn. Rất là nụ ha. Chiều cao là 60. Chiều cao là 59. 8000 là 36. 8000 là 56. Rồi cả mã số 21 này em cũng giao lưu với cả nhà mình 550.000 ha. Đẹp ha, củ nở củ đẹp luôn. Rồi xuống hơn đổi cây đi. Rồi tiếp theo. Cặp tiếp theo đi xuống chị các bạn. Rồi cặp mã số là 22 ha. Rồi cặp mã số 22. Nút thì bao la. Kẹo hết luôn. Liền cốt ha. Cái này chiều cao ha? Là 46. Nút kẹo luôn.
sáng ngang là 39, chiều cao là 54. Cũng thằng do luôn. Sáng ngang là 54. Rồi em cũng cặp 22 này em cũng giao lưu với cả nhà mình 550.000 nha, bao phí ship toàn quốc nha. Rồi đổi cây luôn. Số điện thoại giao lưu của em là 0968 282738 nha cả nhà mình. Và đặc biệt là số này em cũng xài Zalo luôn, cô chú anh chị em mình kết bạn Zalo với em ha. Rồi, đây là có cái mặt bông luôn ạ. Cặp 23 này có mặt bông luôn ạ. Bông sáng đẹp luôn. Không có ghế để quay quái nhõng nhõng. Nút bầu là chiều cao là 51. Nút quá trời nụ ha. Cái này gì luôn. Tán ngang là 36. Nút bầu la luôn. Chiều cao là 51. Nút rất là nhiều, còn nhiều lắm. Một kẹo luôn. Tán ngang là 31. Rồi cô chú anh chị em mình ơi, cái cặp này cặp 23. 23 này em cũng giao lưu với cả nhà mình là 550.000 luôn ha. Rồi bao ship luôn. Dạ. Nút là quá trời nút luôn, nhận nút luôn. Rồi chứ. Mê nút luôn á. Rồi. Này, nút chà bá. Rồi đổi cây luôn á. Okay. Cặp 24 ha. Rồi tiếp theo cặp mã số 24 chú chị bạn ơi. Tàn tròn. Cũ đẹp. Là cũ quá. Chiều cao là 46. Nó quá trời nút luôn ha. Tán ngang là 30. Nút bao la luôn. Chiều cao là 54. Nút. Tán ngang là 40. Cây nào cũng nút nhóc cho chú chị bạn. Nụ rất là nhiều. Cũ đẹp. Rồi. Cái cặp 24 này em cũng giao lưu với cả nhà mình là 550.000 hả cô chú anh chị em mình. Rồi, rồi đổi cây luôn đi bác. Tiếp theo cặp 25. Tàn tròn kính. Để bàn mini ha. Liền cốt mình ha. Cũ quái. Chiều cao là 46. Nút kẹo chưa ha. Lá che lại chứ kẹo. Tán ngang là 32. Chùm chùm luôn. Chiều cao là 62. Cái này gì luôn ha. Tán ngang là 44. Nè nhìn nè. Rồi rồi. Rồi cái này là miền Bắc cô chú anh chị em mình cứ yên tâm nha. Cái lô này dẻo mini này của em luôn ha. Rồi là em bao luôn là miền Bắc mình chuẩn bông luôn á. Chị không quá có sợ gì kịp Tết luôn ha. Cái này là siêu nụ nha cô chú anh chị em, và đặc biệt rất chuẩn nha. Rồi mã số 25 em cũng giao lưu với cả nhà mình là 550.000 em bao phí ship toàn quốc ha. Rồi xuống cây đó. Rồi phép đỡ cặp luôn. Tiếp theo mã số 26. Rồi mã số 26. Rồi kính tàn luôn. Nút thì bao la luôn. Nút kẹo kẹo luôn ha. Chiều cao 56. Thôi nè, chào nút. Tán ngang là 45. Chiều cao là 58. Nút sạch luôn. Nút kẹo kẹo sạch sạch. Tán ngang là 38. Chịu nổi. Quá xá luôn. Rồi cái cây, cái cặp 26 này em nè nè, em giao dịch cho con nha. Đó nè. Quá đẹp luôn. Rồi cái cặp 26 này cũng giao lưu với cả nhà mình 550.000. Và cặp 26 này là cũng cặp kết thúc cái clip của em ngày hôm nay. Cuối clip thì em xin kính chúc cô chú anh chị em mình xem clip vui vẻ và chọn được cặp ưng ý. Liên hệ em qua số điện thoại là 0968 282738 ha. Và số em cũng xài Zalo luôn. Em xin cảm ơn cô chú anh chị em mình thời gian qua đã ủng hộ em. Và cũng mong cô chú anh chị em mình tiếp tục ủng hộ em. Em xin chào và hẹn cô chú anh chị em mình cái clip tiếp theo của em ha. Rồi xin chào. Vậy cái gì cái mệt nha cô chú anh chị nè. Rồi cô chú anh chị thương nào ủng hộ đẹp giúp kênh cho chú anh chị bạn ơi. Rồi mua cây một cái cặp mai gì hoặc là mua số lượng lớn gì mình chơi Tết cũng đẹp luôn. Cục hàng rất đẹp ha. Mini rất là đẹp luôn, nụ là nhiều. Rồi chơi Tết luôn hết chú anh chị bạn. Rồi xin chào luôn cô chú anh chị bạn ơi.